Cây cầu dây văng bê tông nhiều nhịp lớn nhất Việt Nam. Cây cầu có vị trí chiến lược trong việc kết nối hệ thống giao thông của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long. Cây cầu là niềm tự hào và khẳng định làm chủ công nghệ, thiết kế, thi công cầu của Việt Nam. Đó chính là cây cầu dây văng Bạch Đằng. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cây cầu Bạch Đằng được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 2015 và hoàn thành vào tháng 9 năm 2018. Cây cầu đã góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long từ 3,5 tiếng đồng hồ, giờ đây chỉ còn chừng khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Và cây cầu giữ một vị trí chiến lược, điểm kết nối tuyến giao thông huyết mạch Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long. Dòng sông Bạch Đằng đã từng có thời cuộn sôi với những chiến thuyền ngang dọc. Dòng sông đã ghi nhận những chiến công vang dội của cha ông ta với những chiến thắng chống giặc ngoại xâm. Giờ đây lại tấp nập với những chuyến tàu biển khổng lồ của thời hiện đại. Những khu bến cảng sầm uất chặt kín container ở bờ Tây dòng sông Bạch Đằng. Một thành phố cảng năng động, phát triển. Thế nhưng trái ngược hẳn, phía bên kia bờ đông của dòng sông, một vùng đất ngập nước ven sông vẫn nguyên vẻ hoang sơ như từ hàng ngàn năm trước. Đầm Nhà Mạc. Ngày 25 tháng 1 năm 2015, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, tại đầu sông Bạch Đằng thuộc xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, dự án cầu Bạch Đằng đường dẫn nút giao cuối tuyến chính thức được khởi công. Sau hơn 3 năm kể từ ngày khởi công, ngày 1 tháng 9 năm 2018, ngày chính thức khánh thành cây cầu Bạch Đằng. Cây cầu dây văng dài hơn 3,5 km nối liền hai bờ sông Bạch Đằng. Cầu Bạch Đằng có tổng chiều dài là 5,4 km vượt qua ngã ba sông Bạch Đằng, sông Cấm tại điểm đầu thuộc địa phận Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Điểm cuối tuyến thuộc quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Cầu rộng 25 m, thiết kế 4 làn xe và đảm bảo 6 làn xe trong tương lai, với vận tốc thiết kế là 100 km một giờ. Cây cầu giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong tổng thể mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam. Khi công trình hoàn thành, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng nói riêng, khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước nói chung, đồng thời còn có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh quốc phòng. Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng đã chính thức được đưa vào khai thác, kết hợp cùng tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giúp rút ngắn quãng đường từ thành phố Hạ Long đi Hà Nội từ 180 km hiện nay xuống còn 130 km. Thời gian đi ô tô giảm từ 3,5 giờ xuống còn 1,5 giờ. Rút ngắn quãng đường từ Hạ Long đi Hải Phòng từ 75 km hiện nay xuống còn 25 km. Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng không chỉ phát huy thêm giá trị của cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mà hơn cả là thúc đẩy liên kết vùng, góp phần kết nối toàn khu vực tam giác phát triển ba chữ H Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, mở thêm những không gian và cơ hội phát triển kinh tế xã hội lớn cho toàn khu vực của chúng ta.
Thưa quý vị và các bạn, cây cầu Bạch Đằng có thiết kế là ba trụ tháp và đây là cây cầu dây văng bằng bê tông nhiều nhịp được xem là lớn nhất Việt Nam tại thời điểm. Chúng ta ngắm nhìn từ phía này, chúng ta sẽ thấy có một điều hết sức đặc biệt, đó là cây cầu có khoảng tĩnh không rất lớn và phần trên dường như bằng khoảng tĩnh không này thôi, phần trên của trụ tháp. Tại sao cây cầu có thiết kế đặc biệt như vậy? Chúng ta hãy cùng khám phá. Cầu Bạch Đằng nằm trên ngã ba sông Bạch Đằng và sông Cấm. Điều đặc biệt của cây cầu này đó là người Việt đã hoàn toàn làm chủ công nghệ từ khâu thiết kế cho tới thi công hoàn thiện cây cầu. Đặc biệt, sơ đồ kết cấu của cây cầu được đánh giá có yếu tố kỹ thuật với mức độ rất phức tạp. Ngay từ khi bắt tay vào thiết kế cây cầu, chúng ta đã gặp những khó khăn mà có lẽ hiếm có cây cầu dây văng nào gặp phải. Một là tĩnh không thông thuyền. Ở đây đặt ra đảm bảo cả hai luồng, luồng sông Cấm và luồng sông Bạch Đằng, đảm bảo tàu 10.000 đến 20.000 tấn ra vào. Với yêu cầu tĩnh không ngang là 180m, tĩnh không đứng là 48,4m so với hệ quốc gia, dẫn đến chiều cao đỉnh mặt cầu trên là 52m, trong khi chiều cao đỉnh trụ tháp lại bị khống chế, không được vượt quá 100m do nằm trong khu vực phễu bay của sân bay Cát Bi. Do đó, phần chiều cao thân trụ tháp trên mặt cầu khá thấp so với thông thường. Ngoài ra, cây cầu này cũng đã nằm trong vùng động đất có thể nói là theo thang rất lớn, đã phải tính toán là động đất cấp 8. Với các tiêu chí đó, rõ ràng đây là những thông số đầu vào rất bất lợi cho việc lựa chọn sơ đồ kết cấu. Đối với cầu dây văng, thì khi chiều cao thấp dẫn đến các góc nghiêng của bó cáp nhỏ, làm lực nén lên dầm sẽ rất lớn, nhất là tại các vị trí gần khối K0. Do đó, việc lựa chọn các chi tiết cấu tạo phải hết sức cân nhắc, vừa đảm bảo tiết kiệm vật liệu, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn chịu lực. Riêng về giải quyết cái bài toán của cái cầu Bạch Đằng, thì nhóm kỹ sư tư vấn của Teddy thì chúng tôi đã phải sử dụng cả một cái hệ thống, có thể nói là một nhóm chính, nhưng tối thiểu là phải có hai nhóm thiết kế song song. Đấy. Và một nhóm nữa là nhóm là chuyên giải quyết các bài toán cục bộ. Thế thì để giải quyết cái bài toán chung này, thì các kỹ sư tư vấn là ngay trong giai đoạn ban đầu, mà lúc đó thì còn là phải giả định, kể cả vấn đề là trình tự thi công của toàn bộ công trình, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Bởi vì khi thiết kế các kết cấu cầu lớn, và đặc biệt là kết cấu nhạy cảm, cả cầu dây văng hoặc cầu dây võng, thì cái việc mà dự kiến các bước thi công thực tế sau này thì phải phù hợp với cái dự giả thiết mà trong các bước tính toán. Đấy. Nếu anh xây dựng các cái trình tự thi công này chuẩn thì đã sẽ là được xây dựng các cái step, tức là các giai đoạn thiết kế và các cái kiểm soát ứng suất biến dạng cho nó phù hợp giữa lý thuyết và thực tế. Đây là một trong điều cốt lõi. Bài toán đấy là bài toán số 1. Với phương án tối ưu được lựa chọn, cầu Bạch Đằng đã được thiết kế với sơ đồ kết cấu là cầu dây văng có 3 trụ tháp với 4 nhịp. Hai nhịp chính dài 240m, hai nhịp hai bên dài 110m và 45 nhịp cầu dẫn, ba cầu đúc hẫng vượt đường giao thông. Cầu có tổng chiều dài toàn cầu tính đến hai đuôi mố là 2.903m. Bề rộng cầu là 25m, được thiết kế 4 làn xe và 2 làn dừng xe khẩn cấp, chịu được động đất cấp 8. Cầu Bạch Đằng có tĩnh không thông thuyền là 180m nhân 48,4m. Yêu cầu độ cao tối đa không quá 100m so với mực nước biển. Ngoài việc làm chủ công nghệ từ thiết kế cho tới thi công, một điểm đặc biệt nữa của cây cầu Bạch Đằng đó là việc huy động vốn. Có lẽ đây là lần đầu tiên một hình thức huy động vốn mới được áp dụng. Năm 2012,
dự án được khởi động đầu tư bằng sự kiện tập đoàn SE Nhật Bản ký kết biên bản ghi nhớ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vào ngày 9 tháng 4 năm 2012, đề nghị đầu tư cho dự án theo hình thức xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT. Tỉnh Quảng Ninh chúng tôi đã quyết định chia làm hai dự án. Cái dự án thứ nhất là cái dự án cái đường cao tốc nối từ thành phố Hạ Long đến đầu cầu của Bạch Đằng hiện nay dài 19,8 km là do ngân sách của tỉnh tiết kiệm dành mỗi một năm ít nhất là 1.000 tỷ cho đầu tư cái tuyến đường này. Và chúng tôi đã khởi công cái tuyến đường này vào ngày 13 tháng 9 năm 2014. Và có thể nói rằng khi chúng tôi khởi công cái tuyến đường 19,8 km này thì cái dự án thứ hai là dự án còn lại là cái cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến dài 5,4 km là chúng tôi mới chính thức là huy động các cái nguồn lực đầu tư của các cái nhà đầu tư và ngân sách thì chỉ dành cho cái công tác giải phóng mặt bằng. Sau nhiều trăn trở suy nghĩ, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp song song đồng bộ, tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, chủ động tìm hiểu, đánh giá năng lực các nhà đầu tư trong nước có tiềm lực lớn, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng giao thông. Và kết quả của quá trình đó là cuối cùng quyết định đã được đưa ra. Các nhà đầu tư mạnh nhất đã được lựa chọn, gồm có 8 đơn vị. Vào ngày 24 tháng 12 năm 2014, liên danh các nhà đầu tư cầu Bạch Đằng đã được hình thành. Và doanh nghiệp dự án là công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng được thành lập vào ngày 20 tháng 1 năm 2015. Đây có thể nói rằng là một trong những vấn đề mà quyết định là khi lựa chọn được các cái nhà đầu tư trong nước và triển khai cái dự án này thì đều là các cái nhà đầu tư có cái kinh nghiệm trong vấn đề thi công các cái cầu của ngành cầu đường Việt Nam và đã có đầy đủ các đội ngũ kỹ sư công nhân kỹ thuật là đủ điều kiện để triển khai cái dự án này mà không cần phải nhờ đến các cái nhà tư vấn, các cái nhà thiết kế, các cái chuyên gia nước ngoài như các cái cầu trước đây. Đấy. Đồng thời thì cái hình thức huy động vốn cũng như vấn đề chính quyền đứng ra hỗ trợ các nhà đầu tư để triển khai cái cầu này thì chúng tôi thấy rằng là ngoài cái nguồn lực vốn tự có của các nhà đầu tư thì rất cần các cái nhà ngân hàng tài trợ nguồn vốn. Và chính là chúng tôi đã cùng với các nhà đầu tư làm việc với Ngân hàng Công thương Việt Nam, Vietinbank và đã giải được bài toán này. Và chính vì vậy có thể nói rằng đây là một cái khâu có thể là quyết định đầu tiên cho việc triển khai cái cầu Bạch Đằng của những thời gian tiếp theo. Sau 39 tháng thi công xây dựng, cầu Bạch Đằng đã chính thức hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Ta đã có thể tự hào rằng người Việt Nam hoàn toàn làm chủ trong công nghệ thiết kế và thi công những công trình cầu đường hiện đại, tầm cỡ với chất lượng đảm bảo theo các tiêu chuẩn của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Tiến độ thi công nhanh và giá thành xây dựng công trình hiệu quả hơn so với các công trình tương tự do các nhà thầu nước ngoài thực hiện. Việc lựa chọn giải pháp và thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ tại giữa lòng sông Bạch Đằng là những thách thức đầu tiên của những người thợ thi công cây cầu này. Chúng ta hãy cùng khám phá trong tập tiếp theo trong series khám phá cầu Bạch Đằng.